Bà yên tâm đi. Về cái khoản trốn nợ ấy, thằng con trai mình là thủ khoa rồi. Hay hớm lắm đấy mà ông còn cứ nói ra cái điều đấy. Ôi, ông bà bơ vơ thơ mộng quá nhỉ. Chú ngồi ngắm tàu à? Ngắm nghía gì, ngắm nhau thôi. Chú ăn sáng chưa? Mời chú. Này, ngô này bẻ ngoài bãi này phải không? Không, tôi mua, vừa luộc sáng nay xong, mời chú làm bắp. Quý hóa quá, vâng, con xin. Thế bố mẹ đã bỏ thuốc độc vào đây chưa? Chú này, nói thế hàng xóm người ta nghe thấy người ta lại tưởng thật. Cái chú này đùa nhạt thật ấy, chả có duyên tí nào cả. Thôi đừng đùa nữa chú ạ. Thằng con báo đời, nó đi đâu rồi nhỉ? Ôi thưa chú ơi, em nó đang ngủ. À. Dạo này nó ngoan lắm, cứ ăn xong là ngủ như cún con ấy. Ngoan đáng yêu lắm chú ạ. À? Tốt quá. Vâng. Nó ngủ luôn giấc ngàn thu thì hay. Cái chú này. Chứ còn gì nữa, xã hội bớt đi một sản phẩm lỗi, đúng không? Con ơi, mẹ bảo đi đâu đấy? Này, con ơi đi đâu đấy? Mẹ mua bún chả, con phải ăn đi chứ không đói chết à? Đi trốn thì cứ bắn nhắn theo làm cái gì? Đi cả vào nhà đi. Con ơi, mẹ lo cho con lắm. Mày ra ngoài kia thì ai lo cho mày? Rời ạ. Con làm như lo thằng này lắm ấy. Thằng này bơ không ở đây được nữa rồi. Thôi, con nó đã quyết đi rồi, cứ để nó đi. Con ơi, thế thì đi đâu thì răm bữa nửa tháng rồi nhá. Khi mẹ thấy yên yên rồi mẹ gọi thì con lại quay về với bố mẹ, nhớ chưa? Lần này thằng này đi thì không hẹn ngày trở lại đâu. Xong rồi nói chung là hai ông bà xem xét đi nào, xong dọn đồ về quê luôn đi. Về quê là về thế nào? Thằng này, đêm hôm rồi, đi đâu? Em đi vệ sinh đâu? Mày tính vệ sinh không? Mày tính lượt không? Mày lượt. Cái gì? Này. Còn ông này đi đâu? Đưa nó đi vệ sinh. Thế còn bà này? Cái gì? Hai báu vật đi, bà phải đi theo để canh à? Sợ ma quá thì đi cùng. Đi thôi. Sợ ma, sợ chuột. Sợ ma. Chuột chuột kìa, chuột chuột. Rồi, giữ cái báu vật cho nó kỹ vào. Đã sao quay? Này, đi vào trong nhà mà tè nhá. Mà còn đứng ở đây, anh cho em mượn cái. Tao xẻo bây giờ. Này thằng kia. Mày nhớ tao nói chưa? Một ấy là ra đầu thú, hai là tao tố cáo mày lên công an ấy. Đi vào. Nhớ chưa? Vâng. Đi vào. Đi vào đi. Làm cái sợ lắm ấy. Không sợ à? Không rồi sợ. Đi vào. Không. Chó phạt rồi. Ô, ai thế này? Ông bà mới lên à? Bà Tinh. Này, thông gia người ta lên đi thăm thì mời người ta vào nhà thuốc nước rồi ít ra cũng phải có con gà con qué gì chứ lại ai để thế. Con nhọn con gà chuột nó cắn chết rồi chú ạ. Ok, bà cứ mở cửa mời vào. Có ông này ở đây, đố thằng nào dám ăn trộm ăn cắp. Đúng rồi, một phường cả. Nhạc phụ nhạc mẫu. Ai nhạc phụ nhạc mẫu với mày? Mày cưới chui con gái tao khi nào mà nhạc phụ nhạc mẫu hả? Chứ sao gì chả thế. Thằng này giúp tay nào. Anh bỏ tao ra. Đợt trước mày làm sái tay vợ tao, bây giờ vẫn chưa khỏi đâu. Vẫn chưa khỏi à? Chưa khỏi đâu. Bỏng gân đấy. Nào xin mời. Để giúp cho. Thôi bỏ ra. Ô hay, đi đâu đấy? Đi vào nhà. Nhầm chuồng rồi. Đi lối này cơ ông bà. Bà đi nhanh cái chân lên. Thì tưởng ông bà thích ở nhà con rể. Đồ đầu trộm đối cướp như rể cái gì. Bế lươn à? Đôi lươn chúa đã có mặt ở đây. Xin chúc mừng.